Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã tới kênh của mình. Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp tin tức mới nhất về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 vào chiều tối ngày mùng 10 tháng 12 năm 2019. Vào sáng ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nhưng ngay trong chiều hôm nay ngay trong chiều hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã bứt tốc và đang ở giành ở vị trí thứ 2 toàn đoàn với 85 huy chương vàng, 79 huy chương bạc, 97 huy chương đồng. Và đội tuyển tuyển Thái Lan thì 84 huy chương vàng, 90 huy chương bạc, 101 huy chương đồng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã giành được 3 huy chương. 3 huy chương vàng để vươn lên vị trí thứ hai. Còn đội tuyển Indonesia thì vẫn chưa tăng thêm huy chương vàng. Đội tuyển Lào và Đông Timor vẫn chưa có huy chương vàng. Và đây là đội hình dự kiến của U2 Việt Nam trước Indonesia. Thủ môn Văn Toản, Tấn Sinh, Thành Trung, Văn Hậu, Thanh Thị, Đức Chiến, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Đức Trinh, Tiến Linh, Hoàng Đức. Trong trận này thì Quang Hải chưa chắc đã đưa ra được ra sân tại vì vẫn đang chấn thương. Và lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2019. Mình luôn mong chờ đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 3-0. Trước đội tuyển Indonesia. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.